Nghề làm gốm cổ Chu Đậu vốn đã bị thất truyền khoảng 3 thế kỷ, gần đây mới được hồi sinh và ngày càng hưng thịnh trên địa bàn hai xã Minh Tân và Thái Tân, huyện Nam Sách. Giữa bạt ngàn các đồ gốm sứ cao cấp, từ những cặp bình hoa trang trí được sản xuất theo mẫu mã truyền thống đến các đồ gia dụng cần thiết mang phong cách hiện đại trong các gia đình. Tất cả đều toát lên một nét rất riêng, rất đặc trưng của một dòng gốm rất nổi danh trong lịch sử. Thưa quý vị, đối với những người chơi gốm thì gốm Chu Đậu được gọi là dòng gốm đạo, gốm bác học. Không chỉ bởi ý nghĩa lịch sử lâu đời mà dòng gốm Chu Đậu còn có những nét rất riêng về những họa tiết rất tinh xảo. Theo tài liệu thư tịch cổ, gốm Chu Đậu phát triển rực rỡ vào giai đoạn từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, là dòng gốm cao cấp, chuyên làm đồ ngự dụng cho hoàng thất và xuất khẩu. Gốm Chu Đậu được thể hiện dưới nhiều hình thức như vẽ, khắc, họa, đắp nổi. Tất cả được thực hiện hoàn toàn thủ công, nên họa tiết mềm mại, vân hoa tinh xảo, phóng khoáng và trữ tình. Những họa tiết, hoa văn trang trí trên gốm Chu Đậu đó là hình ảnh hoa lá, cây cỏ, là khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống của cư dân đồng bằng châu thổ sông Hồng, thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Màu của gốm Chu Đậu khác với hoàn toàn tất cả các dòng gốm khác, đó là qua cái màu men. Men của gốm Chu Đậu được làm ra từ cái vỏ trấu và thóc nếp cái hoa vàng. Chính vì vậy, cái màu men của Chu Đậu bao giờ cũng hơi thanh vàng một chút, nó mang cái màu sắc trầm ấm, và kết hợp với đó là cái họa tiết màu tràm. Cái họa tiết màu tràm thì người ta lấy từ cái son quặng tự nhiên để người ta vẽ. Thì đây là một trong những cái đặc trưng của gốm Chu Đậu. Và cái thứ hai nữa đó là cái vết dạn dưới men của gốm Chu Đậu. Dạn thì có rất nhiều kiểu dạn khác nhau, như dạn hạt na, dạn hạt vừng và dạn xoáy đồng tiền. Thì đây là một ví dụ là dạn hạt na. Theo các nhà nghiên cứu, phương pháp chế tạo gốm Chu Đậu đã đạt trình độ cao của thời ấy. Hiện nay, hiện vật gốm cổ Chu Đậu đang được trưng bày tại hơn 40 bảo tàng trên thế giới và có sản phẩm đã được đấu giá tới hàng triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem xong một đoạn clip giới thiệu về gốm sứ Chu Đậu. Không biết là quý vị cũng như anh Hồng Kỳ theo dõi hai cái bình ở đây thì có nhận biết được đâu là một bình gốm Chu Đậu không ạ? Vâng, theo tôi thì tôi nghĩ cái này nó là của Bát Tràng. Vâng. Còn cái này mới là Chu Đậu đây. Anh không được nhìn bên dưới nhé. Vâng ạ, không. Bởi vì thường không. Sẽ có chữ nguồn gốc ở bên dưới. Vâng ạ, hoàn toàn không ạ. Vâng, rất là tự giác ạ. Thì những cái đường nét vô cùng chuẩn xác. Khi mà cái này nó quay để tạo lên được cái hình bàn thái như thế này. Nó vô cùng khéo léo. Và hai nữa là cái men ạ. Cái men dạn này. Thì đặc biệt nói thật với anh là tôi rất thích men dạn. Thì cái này quá là tinh xảo. Tôi vô cùng cảm tình với cái bình này. Vâng. Và nhà nghiên cứu Tăng Báo Hoành thì anh Hồng Kỳ nói thế có đúng không ạ? Các anh không là chuyên nghiệp trên đồ gốm, nhưng mà cái bằng con mắt trực quan của các anh như thế là khá chính xác. Gốm Chu Đậu, một cái gốm nổi tiếng, có lẽ đến bây giờ nó vẫn là đỉnh cao của gốm Việt Nam thời phong kiến. Và nó sinh ra để mà làm đồ ngự dụng, tức là để cho vua dùng. Hai nữa là xuất khẩu sang Bắc Quốc, Nhật Quốc và phương Tây, tức là văn bia đương thời người ta đã ghi như thế. Dạ. Vậy thì đặc điểm nào để mà nhận ra là gốm Chu Đậu? Gốm Chu Đậu ấy nó đạt đỉnh cao về mặt kỹ thuật. Các nhà khảo cổ học Úc đã tìm ra được những cái nhiệt độ, cái độ nung cao đạt tiêu chuẩn của sứ, tức là 1280 độ. Cái thứ hai là về tráng men, xương gốm tráng men, rồi các cái kỹ thuật mà thế kỷ 15 thế giới có thì Chu Đậu nó đã có. Tôi nói ví dụ cả mạ vàng. Hôm nay Chu Đậu bắt đầu là mạ vàng thì thực ra năm thế kỷ trước người ta đã mạ đã làm rồi. Hoặc là màu, nó năm màu, Chu Đậu có đủ năm màu, tức là tiêu chuẩn mà thời đại nó có thì Chu Đậu đã làm được. Và đặc biệt là nó có những kỹ thuật mà rất độc đáo chỉ Chu Đậu mới có. Tôi ví dụ như nhìn trên bình này thì có thấy được kỹ thuật đặc biệt nào không ạ? Kỹ thuật vẽ hoa, nó vẽ phóng khoáng đến cái mức mà vẽ cái hoa cỏ nó đẹp như thế nào, như đang bay trước gió. Mà muốn vẽ được như thế phải vẽ hàng nghìn lần, thậm chí hàng vạn lần mình vẽ được như vậy. Thế giới là đây là một dòng gốm đẹp của thế giới. Và cái chương trình Discovery nó đã dành 2 tiếng đồng hồ nó nói về gốm Chu Đậu trên cái chương trình ấy. Và ở Mỹ nhá, đã đưa lên con tem của Mỹ. Ba cái hình ảnh gốm này đưa lên tem của Mỹ.
Và cái bình mà có 13 chữ Hán ấy là vô cùng hiếm trên thế giới, có niên đại tuyệt đối, có nơi sản xuất, có người sản xuất, có địa điểm sản xuất và có năm tháng sản xuất, mà ở thế kỷ 15 là vô cùng hiếm. À vâng, thưa quý vị, và đằng sau gốm sứ Chu Đậu thì chúng ta còn có rất nhiều những câu chuyện thú vị nữa. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ tiếp tục hành trình cùng với người dẫn chương trình của chúng ta. Cùng với sự hồi sinh của nghề làm gốm cổ truyền, bên cạnh ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, việc áp dụng cải tiến về khoa học, công nghệ hiện đại trong sản xuất đã giúp cho sản phẩm gốm Chu Đậu ngày càng được nhiều người yêu thích và làng nghề ngày càng hưng thịnh. Làng gốm Chu Đậu nằm ven bờ sông Thái Bình. Sau gần nửa thế kỷ thất truyền thì hiện nay nghề gốm đã được phục hưng trở lại. Nơi đây không chỉ là cơ sở sản xuất để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mà còn là nơi để du khách đến tham quan và trải nghiệm. Bên cạnh việc sản xuất gốm theo công nghệ mới, du khách vẫn có thể bắt gặp hình ảnh các nghệ nhân làng gốm Chu Đậu say sưa bên các bàn quay truyền thống, tỉ mẩn chuốt từng khuôn đất, tìm cách cải tiến, sáng tạo để ngày càng có thêm nhiều mẫu mã phục vụ nhu cầu của khách hàng. Việc này thì khó nhất là tạo ra. Nó đòi hỏi độ khéo léo, hoặc nó có tính nghệ thuật cao hơn, làm theo sáng tạo của mình, nó không theo cái khuôn khổ như là làm máy móc. Với hoa văn tinh tế, màu sắc đặc trưng, với độ bền đẹp và mẫu mã phong phú, đa dạng, sản phẩm gốm Chu Đậu đang ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Và trong hành trình du lịch đất Hải Dương, tham quan khám phá làng nghề, chắc hẳn ai cũng sẽ tìm cho mình một món đồ ưng ý, vừa làm kỷ niệm, vừa để trưng bày và cũng là một sản phẩm tiện dụng, hữu ích trong sinh hoạt hàng ngày. Không biết là ở trong nhà của anh Hồng Kỳ thì có một cái sản phẩm gốm sứ Chu Đậu nào không anh? Gốm Chu Đậu thì đã nổi tiếng từ thời xưa rồi, cho nên là ở nhà mình thì ông bà nội của mình cũng có. Nhưng mà cái bộ hôm nay mà nhà nghiên cứu Tăng Bảo Hoành đã mang đến thì nó lại là một cái phong cách khác về nét hoa đó. Một bộ ấm trà bằng gốm sứ Chu Đậu. Vâng, nó bóng rồi trong cái men trong, mà đường nét vẽ hoa của nó vẫn bay bướm, vẫn rất là cái chất lãng mạn ở trong này rất là nhiều. Thì mọi người có thể chiêm ngưỡng cái bộ ấm trà này của nhà nghiên cứu Tăng Bảo Hoành. Cái hoa ở trên cái bình này nó có ý nghĩa của nó chứ không phải ngẫu nhiên đâu. Cái hoa cúc nó cái đặc điểm đó là hàng tứ quý. Nhưng mà tại sao nó lại xếp hàng tứ quý? Bởi cái màu của nó là màu quý phái, màu của vua chúa. Nhưng mà đặc biệt là hoa cúc khi tàn thì lá không rời cành mà hoa không rơi khỏi cánh. Vâng. Tức là diệp bất ly chi mà hoa vô lạc địa. Nó quý như thế, nó không rời nhau. Và chính vì thế nó được vẽ vào các cái hảo đồ quý. Chứ không phải ngẫu nhiên. Và hoa cúc tượng trưng cho quân tử. Quân tử. Đấy, nó hàng tứ quý mà. Diệp bất ly chi. Và mà hoa vô lạc hoa địa. Hoa vô lạc địa. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy thanh tao hơn nhiều khi mà thưởng thức hương vị trà xanh trong một bộ gốm sứ Chu Đậu. Và bên cạnh thưởng thức trà thì chúng ta phải nếm cái hương vị bánh đặc sản của Hải Dương. Đó chính là bánh đậu xanh. Đúng rồi, uống trà với bánh đậu xanh. Thế là nhà nghiên cứu Tăng Bảo Hoành rất là chú đáo đấy. Ông mang cả bánh đậu xanh để mời anh Hồng Kỳ. Bánh đậu xanh là đặc sản của Hải Dương. Vâng ạ. Nó có cũng rất sớm từ đầu thế kỷ 20. Nhưng mà có lẽ chưa bao giờ bánh đậu xanh mà lại phát triển rực rỡ như bây giờ, mà lan tỏa có thể khắp thế giới. Từ sân bay Nội Bài, từ sân bay Thành phố Hồ Chí Minh là khách quốc tế rất thích. Vâng, cứ nhắc đến bánh đậu xanh là phải là Hải Dương đấy. Vâng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự giới thiệu về món bánh đậu xanh của Hải Dương.